Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2021 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai 14 tháng 11 năm 1991, 14 tháng 11 năm 2021. Chương trình nhân đạo tuần này, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng đề cập công tác nhân đạo của tỉnh Lào Cai trong 30 năm qua, những đóng góp trong xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai sau 30 năm tái lập. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Năm 2021 đánh dấu chặng đường 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2021. 30 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, 14 tháng 11 năm 1991, 14 tháng 11 năm 2021. Đây là dịp để mỗi cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ toàn tỉnh vinh dự tự hào ôn lại truyền thống của hội, đồng thời là cơ hội để mỗi người làm công tác nhân đạo thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, sẵn sàng có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn nhất, sát cánh cùng những người nghèo, người yếu thế trong xã hội, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả mà Đảng, Nhà nước giao phó. Cùng với sự phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sau khi tỉnh Lào Cai được tái lập ngày 1 tháng 10 năm 1991, đến ngày 14 tháng 11 năm 1991, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai được thành lập. Chỉ sau gần 2 tháng thành lập, đến đầu năm 1992 đã có 10 trên 10 hội chữ thập đỏ ở các huyện, thị xã, công ty Apatit Việt Nam được thành lập với 106 hội cơ sở, có tổng số 15.500 hội viên. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay 100% các xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính và trường học trên địa bàn tỉnh đều đã thành lập tổ chức hội chữ thập đỏ. Cụ thể, toàn tỉnh có 94 đơn vị trực thuộc hội chữ thập đỏ tỉnh, trong đó có 10 đơn vị hội cấp huyện và tương đương, 84 tổ chức cơ sở hội là các sở ngành doanh nghiệp tỉnh, 424 hội cơ sở trực thuộc hội chữ thập đỏ huyện, thành phố, thị xã và tương đương, 1.156 chi hội trực thuộc hội cơ sở với 36.454 hội viên, 750 tình nguyện viên và hơn 85.100 thanh thiếu niên chữ thập đỏ. Ngay từ cái thời gian đầu thành lập thì hội tập trung vào để củng cố, xây dựng và thành lập mới các tổ chức cơ sở hội và vận động kết nạp hội viên vào trong tổ chức hội. Với chức năng vai trò của tổ chức hội thì chúng tôi cũng đã vận động cái nguồn lực để tập trung để hỗ trợ những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xóa đói giảm nghèo, thực hiện theo cái chủ trương, cái nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Đảng bộ các huyện và cấp cơ sở về tập trung vào cái công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ. Ngay từ những năm đầu thành lập, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động như tiếp nhận viện trợ từ Hội Chữ thập đỏ Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị thiên tai hạn hán mất mùa, thiếu nước sinh hoạt, triển khai dự án chăm sóc sức khỏe ban đầu do Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ tại các huyện Bát Sát, Mường Khương, Than Uyên, Bảo Thắng với các nội dung đào tạo người tình nguyện chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa vào cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ xây dựng trạm y tế, đào tạo cán bộ y tế xã, xây dựng giếng nước sạch, bể chứa nước, hoạt động VAC, dinh dưỡng, vệ sinh, tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Nhà nước là quan tâm đến dân đây, nên là đang cho tiền là xây vệ sinh, là đi lại là sạch sẽ, là dễ, nên là nước là thoải mái. Dùng ngày xưa là cũng có vế thế này là khó, bây giờ là dễ rồi. Là cảm ơn nhà nước. Trong những năm gần đây, các cấp hội đã tích cực triển khai nhiều mô hình nhân đạo mới, tiêu biểu như phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm đã được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trung bình hàng năm, các cấp hội đã vận động được từ 20.000 đến 25.000 suất quà Tết cho người nghèo, trẻ em mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, trị giá gần 10 tỷ đồng một năm.
Những năm gần đây, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng của các cấp ngành, các tổ chức cá nhân để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu cho cuộc vận động này là hoạt động nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các cháu ăn học đến tuổi trưởng thành. Tính đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã khảo sát lập 4.632 địa chỉ, kêu gọi vận động hỗ trợ và đỡ đầu cho 3.975 địa chỉ. Trong đó có 722 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng một tháng một em. Từ năm lớp 2 thì em cũng đã được các thầy cô ở sở và thầy hiệu trưởng ở tiểu học giúp đỡ em, thì cũng đã xây nhà và giúp đỡ em trong học tập. Em cũng rất là cảm ơn các thầy cô giáo đã quan tâm và giúp đỡ em. Khi mà em được học tập trong môi trường, được thầy cô và bạn bè giúp đỡ, thì em đã cố gắng nỗ lực để đỗ vào trường này và cũng đã được học trường này, thì em cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình là một người may mắn. Dự án Ngân hàng Bò cũng được triển khai có hiệu quả, hỗ trợ các hộ gia đình nghèo thuộc các huyện nghèo 30A, các xã biên giới phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đến nay, các cấp hội đã vận động và trao tặng 973 con bò cho hộ nghèo thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều cơ sở hội vận dụng sáng tạo các mô hình giúp đỡ người nghèo, song hành cùng chương trình Ngân hàng Bò như mô hình hỗ trợ dê giống tại các xã Tà Phời, Thống Nhất, thành phố Lào Cai, xã Sàng Ma Sáo, Bát Sát, xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, lợn giống cho xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, xã Thanh Bình, Mường Khương, và nhiều mô hình hỗ trợ giống gà vịt bản địa. Không có điều kiện, rất là khó khăn thì không có mà điều kiện mà mua vịt con. Để mà bây giờ là có nhà nước để giữ thực đỏ quan tâm như thế thì gia đình tôi rất cảm ơn về cán bộ thành phố. Tôi xác định là quyết tâm vì con vịt nhỏ này nuôi lớn cho nó hoàn thành, cho nó to lớn để mà kinh tế, để phát triển, để thoát nghèo. Công tác xã hội nhân đạo đã được các cấp hội triển khai với nhiều hình thức đa dạng, như hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trong chương trình Chung sức cùng đồng bào vùng cao biên giới xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nhà chữ thập đỏ, tặng xe lăn cho người khuyết tật, tổ chức phiên chợ nhân đạo, chợ không đồng, vận động ủng hộ xây dựng điểm trường còn khó khăn, tặng đồ dùng học tập, quần áo, chăn màn, lương thực thực phẩm cho học sinh nghèo. Là tôi rất là biết ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến chúng tôi, là những người chiến sĩ đã rời khỏi mặt trận và hôm nay được tỉnh hội chất độc da cam và huyện hội cùng với hội chất độc da cam của thị trấn Phố Ràng cùng với đại diện của Ủy ban Nhân dân thị trấn quan tâm chăm sóc đến bản thân tôi, thì tôi rất là xúc động và cảm ơn, biết ơn tất cả sự quan tâm đó và sẽ cố gắng rèn luyện sức khỏe của mình để vượt lên chính bản thân mình trong tương lai để làm gương cho anh em đi sau. Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa hàng năm cũng được triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thành lập được 11 đội ứng phó cấp tỉnh, huyện, thị xã với 275 thành viên. Vận động cán bộ, tình nguyện viên, hội viên và nhân dân ủng hộ cứu trợ khẩn cấp lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình, đồng bào bị thiên tai thảm họa. Đầu tư xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, như hỗ trợ làm 9 cầu sắt dân sinh và cống thoát qua suối giúp nhân dân và học sinh đi lại an toàn trong mùa mưa lũ. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại các xã vùng sâu vùng xa, xã biên giới cũng được tổ chức sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện tiếp tục duy trì và phát triển. Các hoạt động hiến máu lớn như lễ hội Xuân Hồng, Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14 tháng 6, chiến dịch Những giọt máu hồng hè, Hành trình đỏ được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của hiến máu tình nguyện, từ đó lượng máu vận động và tiếp nhận được ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng bảo đảm công tác an toàn truyền máu và cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu. Các đơn vị tiếp nhận máu, người ta lên làm cái thủ tục để tổ chức hiến máu, thì mình nghĩ là hiến máu là một cái nghĩa cử cao đẹp, mình cũng rất là vinh dự hiến đi những cái giọt máu để cứu những con người mà người ta hết sức cần.
đây cũng là lần thứ 8 em tham gia hiến máu. Và em thấy rất là tự hào khi mà được tham gia hiến máu ngày hôm nay. Cảm xúc hiện tại và cũng cảm xúc như lần đầu tiên, em cảm thấy nâng lâng hồi hộp và cũng có sự lo lắng. Nhưng mà rất là tự hào, rất là vinh dự được tham gia buổi hiến máu ngày hôm nay. Nếu mà có chương trình này em vẫn mong muốn tham gia. Mặc dù còn khá mới mẻ, tuy nhiên công tác tuyên truyền vận động hiến mô bộ phận cơ thể người cũng được các cấp hội triển khai thực hiện và mang lại kết quả tích cực. Đến nay, hội đã vận động được 69 người đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người. Phối hợp với Trung tâm Hiến tạng Quốc gia tập huấn cho các cán bộ hội về công tác tuyên truyền vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người. Tại các địa phương, công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ cũng được các cấp hội ký kết chương trình phối hợp với ngành giáo dục, đoàn thanh niên triển khai tại tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm giáo dục lòng nhân ái cho thế hệ trẻ, đồng thời vận động trợ giúp cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vững bước tới trường. Ngoài việc vận động nguồn lực tại địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai cũng đã tăng cường công tác đối ngoại, đề xuất các dự án nhân đạo, tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước. Thông qua đó, vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội. Qua đó, công tác đối ngoại nhân dân của hội đã góp phần thực hiện chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước, đồng thời thu hút nguồn lực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, chương trình nhân đạo, góp phần cung cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Chung tay cùng chống dịch, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, vận động cán bộ hội viên và các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực thực phẩm, khẩu trang, tiền mặt, hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch và người nghèo bị mất sinh kế do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh để góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Giá trị các hoạt động nhân đạo xã hội của các cấp hội bình quân hàng năm đạt trên 30 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 70.000 lượt người. Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã luôn bám sát nhiệm vụ, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ chức bộ máy của Hội Chữ thập đỏ tỉnh được củng cố, hoàn thiện và chuẩn hóa, hoạt động của hội ngày càng chuyên nghiệp, phong phú, đa dạng. Khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của mình trong các hoạt động nhân đạo, đóng góp thiết thực trong công tác vận động quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Với những kết quả đạt được, ngày 20 tháng 7 năm 2011, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Ngày 4 tháng 7 năm 2018, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2. Thủ tướng Chính phủ tặng 3 cờ thi đua, 10 bằng khen. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 8 cờ thi đua, 330 bằng khen. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 31 cờ thi đua xuất sắc và hàng nghìn bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng thấy rằng là đối với công tác hội phong trào chữ thập đỏ thì nó cũng có rất nhiều cái thuận lợi, đó là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy chính quyền các cấp, nhưng bên cạnh đó nó cũng không ít thách thức, đó là nó cái tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu nảy sinh ra cái thiên tai rồi dịch bệnh thường xuyên diễn biến phức tạp. Bởi vậy từ đó đã có nhiều cái đối tượng cần phải quan tâm trợ giúp nhiều. Bởi vậy thì chúng tôi xác định trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục để phát huy những cái kết quả đạt được. Cụ thể chúng tôi sẽ bám sát vào cái chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, và bám sát vào các chương trình đề án theo cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai đề ra trong cái nhiệm kỳ 2020-25, và đặc biệt mà chúng tôi cũng cụ thể hóa cái nghị quyết của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Tập trung tổ chức hiệu quả các mô hình hoạt động nhân đạo, tuyên truyền mạnh mẽ các giá trị nhân đạo, đề cao niềm tin và trách nhiệm, phát huy những giá trị cốt lõi của Hội Chữ thập đỏ. Nhân đạo, vô tư, tự nguyện, chuyên nghiệp, minh bạch, thích ứng, hiệu quả, kiến tạo môi trường, truyền cảm hứng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Phát triển mạnh mẽ lực lượng đội ngũ tình nguyện viên, xây dựng triển khai chuyển đổi số trong hệ thống hội để từng bước thích ứng và hội nhập,
Đây là những mục tiêu nhằm đổi mới vì sự phát triển bền vững của các cấp hội chữ thập đỏ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Chương trình nhân đạo tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.